I'm talking about this. Thử tưởng tượng, nếu sau khi xem xong hết video này, bỗng dưng có 100 triệu đô rơi từ trên trời xuống tài khoản của bạn, bạn sẽ dùng số tiền đó để làm gì đầu tiên? Dùng số tiền đó để mua nhà, đậu xe, trả cho mình những khoản nợ đang gặp phải, sử dụng làm từ thiện, giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, hay dùng số tiền đó để khởi nghiệp, đầu tư để kiếm nhiều tiền hơn, hay thậm chí là tiêu một khoản khổng lồ để chấm dứt nạn đói ở những nơi có điều kiện khó khăn. Và quan trọng hơn cả, nếu bạn đã dùng số tiền đó vào những ước mơ thầm kín bấy lâu nay, đã hoàn thiện những gì bạn tự nhủ rằng mình sẽ sử dụng khi nào có tiền, thì bạn sẽ làm gì tiếp theo với số tiền còn lại? Nhiều tiền để làm gì luôn là chủ đề nóng trong những năm vừa qua. Phần đông chúng ta chỉ nghĩ đơn giản rằng khi có nhiều tiền mình sẽ làm được nhiều thứ. Nhưng nhiều tiền thì cụ thể là bao nhiêu tiền? Bao giờ chúng ta có đủ số tiền đó và làm thế nào để nhiều tiền thì chẳng mấy ai trả lời được. Trong video này, tác giả Nhất Bảo sẽ đem đến cho các bạn câu trả lời cho những câu hỏi trên thông qua bài viết Nhiều tiền để làm gì hay làm gì để nhiều tiền đăng trên Spider Room. Mình là Summarize và hãy cùng bắt đầu video nhé. Cho nên là nó còn nguy hiểm đến tính mạng. Suýt chết ở Nam Phi bởi vì là đó chính là nhà văn, nhà báo Trương Anh Ngọc. Và chúng tôi đã kết nối được với nhà báo Trương Anh Ngọc, nhà báo duy nhất tại Việt Nam được tham gia bầu chọn danh hiệu Quả Bóng Vàng. Quan điểm của nhà báo Trương Anh Ngọc như thế nào? Ôi, tuổi thơ của anh là một cái tuổi thơ mà nó gọi là gì nhỉ? Nó không bằng phẳng một chút nào cả. Đấy là tuổi thơ của một đứa trẻ mà tức là bạn làm điệu bộ là cầm súng bắn như này. Anh rất sốc luôn. Anh bảo không, Việt Nam của chúng ta đâu phải là súng bắn đâu. Cái việc đi nó khiến cho con người ta trở nên khiêm tốn. Bởi vì nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình làm cái hạt cát bén đẹo. Tức là yêu nước cần gì phải vỗ ngực bảo ôi tôi yêu Việt Nam lắm, tất cả các nước khác đều là shit hết, tôi yêu Việt Nam tuyệt vời lắm. Không, em thấy là có rất là nhiều những người phải cố gắng để tạo ra đủ các thể loại drama mà không bao giờ có được cái sự mức độ chú ý như anh đang có. Bao giờ anh nghĩ đấy là một điều tốt lành? Hãy bấm nút subscribe để cùng chúng mình talk thật là sâu nhá. Khi tôi đưa câu hỏi nhiều tiền để làm gì đang nóng trên truyền thông lên Facebook của mình, đa số bạn bè đều trả lời với thái độ đùa cợt. Người nghiêm túc hơn thì bảo khi nào anh có nhiều tiền anh sẽ không hỏi câu đó nữa, hoặc khi nào có nhiều tiền rồi hãng hỏi. Cũng có những người nói câu hỏi dành cho chúng ta nên là làm gì để nhiều tiền. Vấn đề không chỉ là làm sao để nhiều hay nhiều rồi làm gì, mà theo tôi vấn đề là đa số mọi người không ai xác định được con số cụ thể là bao nhiêu. Thu nhập bao nhiêu một tháng là đủ, tài khoản ngân hàng có bao nhiêu là đủ. Mọi người đều chỉ nghĩ đến một khoản tiền nhiều hơn số tiền hiện tại mà mình đang có, mà không ai xác định được con số cụ thể là bao nhiêu. Vì sao? Vì không ai chắc chắn khi mình đạt được con số đó, mình sẽ thấy đầy đủ. Trừ một số rất ít người mà với họ, tiền chỉ là những con số trong tài khoản ngân hàng. Con số đó có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu mà họ nghĩ ra mà gần như không thay đổi. Còn lại thì đa số mọi người đều cảm thấy thiếu, cảm thấy thu nhập, tài sản của họ chưa đủ so với nhu cầu, so với những gì họ mong muốn. Lại nói, những câu hỏi tu từ như nhiều tiền để làm gì hay tiền bạc không quý bằng tình nghĩa thường chỉ có ý nghĩa khiến người khác suy ngẫm khi nó được những người có rất nhiều tiền nói ra. Một người tuyên bố tôi không cần nhiều tiền thường là người không có khả năng kiếm nhiều tiền. Vấn đề phát sinh là do sự chênh lệch giữa mong muốn và thu nhập thực tế, và đa số mọi người đều giải quyết theo hướng tăng thu nhập chứ không mấy ai nghiêm túc xem xét cụ thể mong muốn của mình có vấn đề hay không. Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển và có quá nhiều thứ truy cầu, đến mức không ai tin một người có thể cảm thấy đủ khi đang có ít tiền. Một người anh rất thành đạt từng nói với tôi rằng, người giàu có và thành công là người có đủ thời gian và tiền bạc để làm những thứ mình muốn. Tôi vẫn còn ấn tượng và luôn suy ngẫm về câu nói đó cho đến hôm nay. Tôi bắt đầu để ý cách người ta làm truyền thông cho một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Người ta tạo ra nhu cầu và kiếm lợi từ những nhu cầu đó. Tôi tự hỏi và từng hỏi nhiều người với nhiều mức thu nhập khác nhau rằng họ cảm thấy kiếm tiền bao nhiêu là đủ. Từ những sinh viên làm thêm, những người mới ra trường, đến những người làm cho công ty lớn, thậm chí có một vài chủ doanh nghiệp. Những con số thu nhập hàng tháng từ vài triệu cho đến vài chục triệu không một ai thấy đủ, và cũng không ai nói được con số họ cảm thấy đủ là bao nhiêu. Nhiều người cũng hay bảo kiếm tiền nhiều một chút để phòng khi hữu sự, ốm đau bệnh tật hoặc là gia đình túng thiếu thì dễ cáu gắt, mất hạnh phúc. Tôi thì lại thấy nhiều gia đình vì mải kiếm tiền mà mất hạnh phúc. Tôi cũng thấy nhiều bạn trẻ bỏ quá nhiều thời gian, sức lực làm việc trong môi trường độc hại mà dẫn đến bệnh đau, tiền kiếm được không đủ chữa. Vấn đề là làm sao để biết mình đang ở trong tình huống nào và bao nhiêu là đủ. Tôi chỉ biết rằng nếu kiếm tiền để phòng bệnh thì đó chính là con đường dẫn đến bệnh tật. Tạm không bàn đến những người kinh doanh vì đó là đam mê, có thể là đam mê với những sản phẩm, dịch vụ, lý tưởng, kinh doanh, hay chỉ là đam mê kiếm tiền, xem như họ không phải làm việc vì tiền nữa.
còn lại hơn 90% nhân loại đang làm việc để kiếm tiền, những người làm thuê, vì sao kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ. Tôi tìm được một phần lời giải cho câu hỏi đó khi đọc Cha giàu, cha nghèo của Robert Kiyosaki. Ông đưa ra hai khái niệm khác biệt là tài sản và tiêu sản. Tài sản là những gì mang lại giá trị gia tăng theo thời gian hoặc sinh ra tiền, còn ngược lại là tiêu sản là thứ càng ngày càng mất đi giá trị hoặc bạn phải tiêu thêm tiền cho chúng hàng ngày. Khi nói về tự do tài chính, người ta có một câu hỏi: bạn có thể sống với mức sống như hiện tại trong bao lâu nếu bạn ngừng làm việc? Rõ ràng nhiều người có thu nhập vài chục triệu ở căn hộ cao cấp, đi xe hơi và sử dụng các dịch vụ xa hoa khác, nhưng nếu mất ngừng làm việc thì họ sẽ biết ngay thứ nào là tiêu sản và có thể phải nhanh chóng rời bỏ những tiện nghi hiện tại của mình. Như vậy, ta đang ở đâu trong những cấp bậc của sự hưởng thụ cuộc sống? Và có nên ngừng một chút để học về cách quản lý đồng tiền, để xem đâu là tài sản, là tiêu sản mà mình đang giữ và muốn mua thêm, để xem nhu cầu nào của mình là thực sự cần thiết, nhu cầu nào là bị người khác dẫn dắt mà nên? Tôi không nói về việc ngừng kiếm tiền và sống tiết kiệm trong số tiền mình kiếm được đó. Điều tôi muốn nói là vừa kiếm tiền, vừa quan sát và hiệu chỉnh yếu tố nhu cầu của mình, quản lý thu nhập và đầu tư hợp lý để không phụ thuộc vào đồng tiền. Vì muốn đạt đến ngưỡng tiền chỉ là những con số, là một chặng đường rất xa. Điều quan trọng không phải là nó xa, mà là ta sẽ luôn cảm thấy không đủ, thấy đau khổ từ đây cho đến đó. Càng có ít tiền càng phải quản lý, nếu không thì đến khi có nhiều tiền hơn ta cũng là thất thoát đi thôi, hoặc chẳng bao giờ có thể kiếm nhiều hơn được. Tiền có thể mua được hạnh phúc không? Có, nếu ta tiêu tiền để mang lại hạnh phúc cho một người nào khác, và ta sẽ tiêu tiền cho ai khi mãi kiếm tiền? Tiền vốn là một công cụ thay thế để con người trao đổi hàng hóa với nhau, nhưng nó dần biến con người thành công cụ của nó. Tiền là một tiến bộ lớn của nhân loại, nhưng nó cũng khiến nhân loại tàn phá hành tinh này, khiến con người hủy hoại mọi giá trị quanh mình. Hãy hiểu tiền, hiểu cách kiếm tiền, cách tiêu tiền và những nhu cầu thực sự của bản thân để hạnh phúc hơn với bất cứ số tiền nào. Hy vọng khi tắt video này bạn sẽ có 100 triệu đô từ trên trời rơi xuống. Còn nếu không thì chúng mình cũng hy vọng đã giúp các bạn giải đáp những thắc mắc về câu hỏi nhiều tiền để làm gì. Nếu bạn thích video này, hãy để lại một like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập đường link bài viết ở phần mô tả để bình luận bài viết của tác giả nhé. Mình là Samurai, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace! Ngành kinh tế, khối ngành vận hành thế giới. Cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về ngành kinh tế đã ra mắt tập 2. Vậy người trong một nghề ngành kinh tế có gì tập 2 thì có gì nhỉ? Cập nhật nhu cầu việc làm, mức lương trung bình của từng vị trí trong ngành năm 2022. Mở rộng bức tranh nghề nghiệp trong ngành kinh tế chứ không dừng lại ở những ngành nghề truyền thống. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé.